8 triệu rưỡi thôi á. Cái gì? 8 triệu rưỡi? Xịn như này mà chỉ 8 triệu rưỡi? Đúng vậy, chỉ với 8 triệu 500 sở hữu ngay một chiếc ghế massage cao cấp cho riêng mình. Ngồi văn phòng 8 tiếng mệt mỏi không? Mệt mỏi không? Mệt mỏi không? Mỏi sao không? Em mời chị ngồi vào ghế trải nghiệm nha. Mệt mỏi không đáng lo khi đã có ghế massage TH6500 của Fuji Luxury. Massage em thấm từ cổ xuống đến tận thắt lưng. Mỏi chỗ nào con lăn thanh miết vào giảm đau ngay chỗ đó. Làm việc liên tục khiến tay chân tê nhất. Em mời anh ngồi trải nghiệm ghế. Các túi khí tác động trực tiếp vào vùng đầu, vai, bắp tay và bắp chân sẽ giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm tình trạng bị phù nề và đặc biệt nó tăng cường hoạt dịch giữa các khớp, giúp các khớp linh hoạt và dẻo dai hơn. Sản phẩm còn có thêm tính năng diệt hồng ngoại, sưởi ấm toàn thân, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn và đặc biệt giảm tình trạng căng cơ nhức bắp rất hiệu quả. Đây là massage ở tư thế không trọng lực. Tư thế này rất là phù hợp với những người lớn tuổi, đặc biệt là những người bị thoái hóa. Khi sử dụng ghế massage ở tư thế không trọng lực, cột sống lưng của mình sẽ được giải tỏa toàn bộ áp lực đè nén vào cột sống lưng, sẽ giảm tình trạng bị thoát vị đệm, lõi đệm và gai cột sống lưng ở những người lớn tuổi. Chưa kể là massage nhẹ tựa lông hồng, lại còn nghe những giai điệu du dương, chỉ cần kết nối trực tiếp với Bluetooth. Chú ơi chú, cái massage đã quá. Ghế massage Fuji Luxury TH6500 chỉ với 8 triệu 500 ngàn đồng. Chốt đơn ngay. Chốt đơn ngay. Chốt đơn ngay.